giới thiệu. Nó to chưa? Vâng, bàn tay luôn. Chiết cành ổi nha. Đây là giống ổi lê Đài Loan nhà mình. Thì giống ổi này nó có ưu điểm là quả to, giòn và ngọt và dễ chăm sóc. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là kỹ thuật để chiết cành ổi ra trồng thêm nhá. Kỹ thuật thì bây giờ mình phải chọn những cành nó nói chung là cũng không cần to lắm. Nó bình thường thôi. Tập tầm này. Bây giờ mình sẽ thì thường thường là mình sẽ lấy dao hay là cái gì đó mình cắt khoảng cách là khoảng 1 đến hơn 1 cm gì đấy. Nhưng mà mình bây giờ thì mình sẽ dùng cái kẹp bình này này. Các bạn dùng cái kẹp bình này nhá. Thì rất là tiện, mình không phải dùng dao nữa. Đây, mình sẽ kẹp vào như thế này. Đó. Để chọn cành ổi nó vừa thôi, như này. Đấy, mình nha, mình kéo đây nha, mình xoay, mình bấm vào nha, mình xoay. Đó, các bạn chỉ cần xoay như thế này. Một vòng. Hai vòng, ok. Và đây, chúng ta chỉ cần bóc vỏ nó ra. Đó. Bóc vỏ đó, rất dễ đúng không? Nha. Các bạn bóc vỏ cho như thế này nha. Cái kẹp bình điện ấy. Đó. Đấy, các bạn bóc vỏ ra sạch sẽ như thế này. Đúng không? Thì sau đó các bạn đừng vội bọc đất ngay. Bình thường thì nếu mà bây giờ nó bán rất nhiều cái loại thuốc kích mầm, kích rễ đấy. Thì các bạn cho vào thì nó sẽ nhanh. Nhưng mà mình thì không cần. Mình chỉ cần cắt ra như thế này. Xong các bạn để tầm khoảng 5 ngày đến 7 ngày. Sau khi là mà cái vết cắt này nó khô khô ấy, thì mình sẽ lấy nhào đất bùn ra mình bọc lại nhá. Và bây giờ mình sẽ chờ đợi khoảng 5 ngày sau mình quay lại đây mình bọc cái vết này là sẽ được nhá. Các bạn chờ nhá. Cái này được khoảng 5 ngày rồi thì vết cắt nó cũng đã khô rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành nhào đất và bọc nhá. Các bạn đầu tiên là các bạn nhào đất này vừa phải thôi, không ướt quá mà cũng không khô quá nhé. Rồi các bạn sẽ úp vào cái vết cắt này này. Úp vào cái vết cắt này, đó. Làm sao mà chỉnh cho nó vừa đấy. Nha. Đó. Sau đó các bạn chỉnh cho nó cân đối thì lấy dây mình buộc kín hai đầu lại. Đây nhá, khi đã chỉnh được cho nó đây, đất như này là đất nặn, các bạn lấy đất dịnh được. Sau đó bạn lấy ni lông, bạn lấy dây và bạn buộc kín vào. Kín vào, nếu mà mùa hè thì, tức là mùa khi mà nó ấm ấy thì nó khoảng độ tầm 3 tháng là mình có thể cắt đi trồng được. Còn nếu như mà chết vào cái mùa đông lạnh thì nó phải gần hơn 3 tháng một chút. Thế là mình không phải dùng cái thuốc kích rễ nhá. Sau đó bạn sau khi đấy thì các bạn buộc hai đầu kín lại. Đó, hai đầu kín lại. Đây là giống ổi rất ngon, ổi lê Đài Loan giống chuẩn. Ăn rất ngon, mình muốn nhân giống ra thêm. Nhưng kỹ thuật kép thì cũng rất đơn giản thôi. Sau khi buộc kín mà không hở nữa thì mình chờ đợi trong vòng khoảng độ tầm 3 tháng, hơn 3 tháng một chút thì mình sẽ quay lại mình xem là nó ra rễ như nào nhá.
Thế là mình đã kết thúc cái kỹ thuật mà chiết một cành ổi nha. Mình sẽ chờ đợi trong vòng khoảng độ tầm 3 tháng mình sẽ xem là nó dễ nó ra từng nào nhá. Các bạn nha, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm cái vườn ổi mà cách đây tầm 3 tháng là mình chiết cành xem là nó ra rễ được nhiều chưa nhá. Này các bạn ơi, đây nha, cái cành ổi chiết của mình đây này. Sau 3 tháng thì các bạn nhìn thấy rễ đấy không? Rễ nó đã ra rất là nhiều nha. Mình kỹ thuật chiết của mình rất đơn giản thôi, mình không dùng một cái chất kích rễ nào cả. Nhưng mà rễ ổi này đã ra rất là nhiều nha. Đây. Cái này thì các bạn chờ khoảng độ tầm 10-15 ngày nữa thì mình có thể cắt cành chiết này để đi trồng chỗ khác được. Mình cứ để cái rễ nó tương đối ăn hết cái chùm này cho nó già già, nó đảm bảo nha các bạn nhé. Thì 15 ngày nữa là đấy. Đó. Vậy là chúng mình đã chiết thành công đúng không? Cành ổi rất là đơn giản thôi mà. Đây, rễ ra rất đều luôn. Đây, rễ ra đều luôn. Nha, vậy là kết thúc video. Nếu các bạn nhớ là like và nút đăng ký để theo dõi các kỹ thuật làm vườn tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.